Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên đánh giá review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái xe đạp địa hình hiệu Viva. Xe đạp này được trang bị bộ group Shimano Antut. Bây giờ em sẽ quay về chi tiết. Trời thì bây giờ nó hơi tối, em bật đèn lên. Về phần sơn thì khá đẹp, không có về một cái vết xước nào lớn cả. Viên viên không rách gì, viên đẹp luôn, dày không đau đít. Trang bị củ đà Shimano Antut các bác nhé. Gạt đĩa Shimano Antut luôn, giảm sóc dầu của xe Viva luôn. Tay bấm Shimano nút phanh dầu Techo. Phanh dầu Techo. Giờ em sẽ đo size. Đo size để các bác xem nhé. Rồi size của chiếc xe từ tâm trục cho đến khóa yên là 45 cm các bác nhé. Giống ngang này, từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 55 cm. Size 45 nó vào tầm 17 inch. Đó, phù hợp, xe này phù hợp cho các bác từ khoảng 1m65 đổ lên đến 1m75. 1m65 đến 1m75 là đi phù hợp chiếc xe này. Dưới 1m6 là không đi được. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động của chiếc xe. Chuyển số. Con này chuyển số cũng rất là mượt các bác nhá. 9 lít Shimano Antut, 9 lít Shimano luôn. 3 tầng đĩa là cho xe 27 tốc độ. À, xuống lít này. Rất là êm. Mượt mà. Lên lít này. Phát nào lên phát đấy. Phát nào ra phát đấy. Ra đĩa này lên rất là dễ. 3 đĩa 9 lít cho xe 27 tốc độ. Wow. Chiếc xe có giá rất tốt bên em là 5,7 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Bảo hành 1 năm về phần chuyển động. Các bác quan tâm liên hệ Zalo trên điện số điện Zalo trên màn hình để bọn em tư vấn trực tiếp. Xe địa hình Viva được trang bị khung nhôm, giảm sóc dầu thủy lực. Group Shimano Antut giá là 5,7 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh cũng ấn chuông để theo dõi các cái xe đẹp khác bọn em đưa lên trên kênh nhé.